Tập 16. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Vãi ra quần rồi. Tôi giết chết mấy người. Đồ vô lại. Ngài hiếu thắng vô lễ, chỉ biết ức hiếp kẻ khác. Tên đó không biết nói, lại sợ kẻ cướp hơn ai hết. Bị kẻ cướp vô hình dọa cho điên rồi. Ngươi đừng chấp hắn, ngươi cứ bán cho chúng ta một thùng rượu đi. Phải đấy. Thôi ta không bán, không bán. Trời sập xuống ta cũng không bán. Trời nóng được như vậy, có người nào tự nguyện uống thuốc mê không? Ngươi cứ bán cho ta một thùng đi. Bán một thùng thôi. Đi, tránh ra. Này này, đừng tức giận. Ở đây kẻ cướp đi lại thường xuyên, đi xa ra ngoài, cẩn thận vẫn hơn. Theo ta, ngươi đừng có giận nữa. Tên đó có một cây đao dài, trên lưng còn một cây ngắn nữa. Tôi thấy hắn chính là cướp. Chúng ta đúng lúc muốn uống chút rượu giải khát. Ngươi hãy bán cho chúng ta một thùng đi. Thế nào? Không bán, không bán. Rượu của tôi kéo đến thôn làng bán, để khỏi bị người ta hắt nước bẩn đầy đầu. Ngươi thật không hiểu chuyện gì hết. Là bọn họ mắng ngươi, không phải bọn ta mắng ngươi. Dù gì ngươi cũng phải đem đi bán. Bán cho chúng ta một thùng thì đã sao? Cứ xem như là bố thí nước trà đi. Trời nóng như vậy chúng ta khát, khát sắp chết đây. Cứ xem như cứu ta một mạng đi được không? Bán cho bọn ngươi một thùng cũng không sao. Cái chính là ta không có gáo múc rượu. Phải làm thế nào? Không sao, chúng tôi có gáo. Vừa đúng dùng để múc rượu. Từ từ thôi các vị. Các vị, có rượu uống đây. Mau mở ra. Thơm quá. Đưa tôi. Đưa tôi. Ngon, rượu ngon. Dùng gáo đi. Đúng là rượu ngon. Ngon quá. Cho tôi thêm một gáo. Ăn thêm ít táo nữa. Không phải tiểu nhân tự khen mình đâu. Rượu của tiểu nhân trong vòng 100 dặm là đúng nhất đấy. Thế nào? Ngon ngon, rượu ngon lắm. Quá. Lần này xem như ngươi đã cứu mạng của 7 người chúng tôi, xua đi phân nửa cái nóng của mùa hè oi bức. Quên chưa hỏi, rượu này bán thế nào? 5 quan tiền một thùng, 10 quan tiền một gánh, không mặc cả đâu. Trả cho ngươi 5 quan tiền. Có thể thêm một gáo không vậy? Không thêm được, tôi chỉ làm ăn nhỏ thôi mà. Vốn ít lời ít, giá cả thỏa thuận xong, đừng có nhắc đến nữa. Người trộm rượu. Người làm gì hả? Đồ trộm rượu. Không phải đã hứa trả tiền rồi sao? Đã nói là không mặc cả mà.
Người làm gì vậy? Đồ trộm rượu. Người cũng thật là nhỏ mọn. Thôi thôi, không uống nữa. Nhỏ mọn quá. Lão đồ quản, ông hãy nói với tên Dương Trí đó đi. Người bán táo cũng mua rượu uống đấy, có sao đâu. Cũng không thấy có người nào bị mê ngã. Chúng ta cũng mua một thùng, uống cho thắm giọng đi. Trời này vừa nóng vừa khát. Trên gò đất này cũng không có nước để uống. Lão Phu cũng khát khô khó chịu. Để ta nói thử xem. Được được. Dương Chế Sử, lão đồ quản cứ nói. Đám người buôn táo đó cũng đã mua một thùng. Tôi thấy thùng kia cũng đã bị họ uống một gáo. Đám người đó vẫn bình an. Chắc rượu đó không có gì đâu. Hay là để mọi người mua một thùng uống giải cơn khát đang hành hạ vậy. Ngài thấy thế nào? Đồ quản đã nói như vậy thì cứ mua đi. Uống xong sẽ khởi hành ngay. Được được, mua rượu, mau đi mua rượu. Phải trả tiền gáo rượu đó cho tôi. Tôi có tiền, bán cho chúng tôi một thùng. Mấy người lại đến làm gì? Bán cho chúng tôi một thùng đi. Trong rượu này của tôi có thuốc mê, uống không được. Sao huynh nhỏ nhen thế? Chúng tôi sắp chết khát rồi. Bán cho chúng tôi một thùng đi. Không bán, không bán. Bán cho chúng tôi một thùng đi, bán đi. Ngươi cũng thật là thủ dai. Ngươi là nam tử Hán, sao lại đi so đo tính toán với họ? Ngươi hãy bán rượu cho họ đi, coi như giúp đỡ người ta vậy. Cũng giúp ngươi khỏi tốn sức gánh ra thôn làng bán, có phải không? Đúng đấy, đúng đấy. Thôi kệ đi, cái thùng rượu này tôi bán cho mấy người. Nhưng mà các người có gáo để uống rượu không? Đều là người đi xa nhà, giúp đỡ nhau một chút là được rồi. Đây, cho họ mượn hai cái gáo. Đa tạ, đa tạ. Các huynh đệ, rượu đến rồi đây. Rượu đến đây rồi, cuối cùng cũng được uống rồi. Đừng tranh giành. Phần cho tôi một chút, từ 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 từ. Dương Đề Hạt, uống chút rượu giải khát đi. Phần cho tôi với.
Huynh xem, ngã rồi. Xem kìa, ngã rồi, ngã rồi. Sao lại nhìn ta chứ? Người cứ mặc kệ hắn, hắn không cử động được đâu. Ta cho ngươi nhìn này. Dừng tay. Không sống được nữa. Tại hắn cứ nhìn tôi. Ngươi tránh ra cho ta. Ngươi nhìn ta. Tránh ra. Hắn nhìn tôi. Thôi đi. Hắn nhìn tôi. Ngươi còn nhìn ta. Ta đánh chết ngươi.
Đi đâu? Tên đó cứ nhìn tôi. Tôi không giết hắn bây giờ, sau này hắn sẽ nhận ra tôi. Cầm miệng. Ta và công tôn thắng nói như thế nào? Cướp sinh thần cương không được tổn thương đến tính mạng. Để cho người ta biết, người cướp sinh thần cương không phải là kẻ cướp cường đạo. Nhưng bây giờ, nghĩa cử cướp sinh thần cương của bảy người bọn ta bị ngươi phá thành giết người cướp của rồi. Đồ khốn! Ngô Học Cứu, hiện giờ đã cướp được sinh thần cương, tên này cũng rất thông minh, là người mà bảy huynh đệ chúng ta cần đến. Nếu bây giờ giết hắn sẽ khiến người ta cười chúng ta không có nghĩa khí. Bạch Thắng, đứng dậy đi. Đa tạ ca ca, đa tạ ca ca tha mạng. Hôm nay tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi phải hứa với ta và Tiểu Thiên Vương một việc. Đừng nói một việc, cho dù 10 việc, 100 việc tôi cũng xin hứa. Không được cờ bạc nữa. Đi xa ngoài 300 dặm, sống mai danh ẩn tính. Bằng không vẫn sẽ lấy mạng ngươi. Tôi xin hứa, tôi xin hứa. Đa tạ. Hắn bị đe dọa nhất định không dám cờ bạc nữa đâu. Chẳng lẽ phải giết tên Bạch Thắng để đền mạng cho quân sĩ đó sao? Ca ca, sau này ca ca sẽ là người đứng đầu bảy người chúng ta. Hôm nay làm ra chuyện lớn như vậy, sau này bảy huynh đệ chúng ta còn chuyện gì mà không dám làm nữa. Nhưng một khi giết người, các huynh đệ sẽ có gan đi giết người nữa. Nếu sau này có người giết kẻ vô tội, vẫn mong ca ca đừng giống như hôm nay dễ dàng bỏ qua. Vì sao Học Cứu lại nói những lời này? Đó chẳng qua là một con chó của tham quan thôi mà. Theo ta nghĩ, nên giết đám quân sĩ và tên Thanh Diện ở trên gò đất vàng đó từ trước, không để ai sống sót, rồi đốt lửa thiêu rụi, không để lại dấu vết gì. Chẳng qua là đệ cùng công tôn tiên sinh không cho giết. Đi thôi, lên đường đi. Đệ nghe rồi đấy. Hắn nói phải giết 14 mạng người đó. Nói nhẹ như chuyện bình thường. Tiểu đệ nghe thấy rồi. Sao hai đệ vẫn còn chưa đi vậy? Đi thôi. Cũng tại các ngươi không nghe lời ta, đánh mất sinh thần cương, liên lụy đến ta. Đợi ta đứng dậy, chắc chắn là đi tìm đường chết. Phải chạy thoát khỏi gò đất vàng. Chuyện gì vậy? Mất hết rồi. Đồ đạc mất hết rồi. Mất hết đồ đạc rồi. Dương Chế Sử sao vẫn còn chưa tỉnh dậy? Vì ông ấy uống muộn cho nên tỉnh muộn hơn. Chúng ta uống sớm cho nên tỉnh sớm hơn. Cũng tại ngươi, cứ nói không dứt, kêu khổ. Đáng chết, thật là đáng chết. Không nghe theo lời khuyên của Dương Chế Sử, lần này thật là đại họa rồi.
Lão gia, chúng ta hãy bàn bạc lại với nhau xem phải làm sao đi lão gia. Các ngươi có kế gì hay hả? Nói đi. Đều tại chúng tôi không tốt. Người xưa có câu: lửa đốt đến thân, tự biết thoát thân. Ong bay vào người, tự biết cởi áo. Nếu như Dương chế sử này cùng chúng ta đi gặp tướng công Trung Thư, nói chúng ta không nghe lời của hắn mới sập bẫy của đám cướp, thì dù chúng ta có 8 cái miệng cũng không nói lại được. Vậy phải làm sao? Đúng đây lão gia. Hay là chúng ta đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu hắn. Chúng ta nói hắn trên đường đi cứ sỉ nhục đánh mắng mọi người, làm cho chúng ta mệt gần chết. Sau đó hắn còn cùng bọn cướp thông đồng, dùng thuốc mê làm cho chúng ta ngủ mê hết, còn trói tay chân của chúng ta lại, nên tất cả kim ngân châu báu đều bị cướp đi hết. Dù sao cũng không thể để cho mười mấy người đều bị tội chết. Khi trời sáng, phải đến nha môn phủ Tế Châu tố cáo Dương Chí thông đồng với kẻ cướp, cướp đi sinh thần cương. Để hai vị ngu hầu về nha môn nghe xử. Phải phải, còn những người khác mau đến đại danh phủ của Bắc Kinh báo cho tướng công biết, rồi bẩm với thái sư để phủ Tế Châu truy bắt đám cướp đó. Được được. Vậy Dương Chí phải tính sao? Muốn giết thì ngươi giết đi. Đi, đi. Tôi giữ lại mạng sống cho hắn. Liệt tổ liệt tông tại thượng, Dương Chí có lòng báo quốc, nhưng làm mất đá hoa cương, nay sinh thần cương lại mất, ghi vào hồ sơ chỉ có bị quan gia chê cười, không còn ngày ngóc đầu được nữa. Hôm nay Dương Chí bất hiếu, chỉ biết tự tử để tạ tội. Thật không ngờ, đường đường một đấng nam nhi bảy thước lại vì làm quan mà ở đây tìm con đường chết. Nào có biết hiện giờ gian thần lộng quyền lại cùng muốn nhập bọn với họ, nực cười. Lão đạo từ đâu đến vậy? Tính mạng của ta có liên quan gì đến ông? Ta và ngươi vốn không có quan hệ gì, nhưng ta có duyên với ngươi. Tối hôm qua mới thấy ngoài phương nam 10 dặm có một ngôi sao thiên canh địa sát hội ngộ với ta. Đó chính là hảo hán. Cái gì mà thiên canh địa sát tinh? Dương Chế Sử, ông trời sinh ra vạn vật, vật nào cũng có công dụng riêng, mọi thứ đều có nhân duyên. Một khi cơ duyên đến, mọi thứ sẽ rõ. Sao ông biết tôi là Dương Chế Sử? Chẳng hay vị đạo trưởng này xưng hô thế nào? Hảo hán hành tẩu giang hồ, giữ lại mạng sống mới gây dựng được sự nghiệp lớn. Dương Chế Sử, tục ngữ nói rất đúng, giữ lại khu rừng xanh, không sợ thiếu củi đốt. Hãy sống cho thật tốt. Ba ngày đã trôi qua, các ngươi vẫn chưa lùng được tin tức gì. Đám cướp đáng chết này
không gây tội ở chỗ nào khác, lại cứ phải ở trên gò đất vàng. Lần này thật khiến bản quan đạo nạn lâm đầu. Thái sư đã ra lệnh cho bản quan trong vòng 10 ngày phải bắt cướp quy án, bằng không chức ô sa này của bản quan khó giữ được. Hà Đào, bản quan cho ngươi thêm thời gian 3 ngày, nếu không trước khi bản quan bị bãi chức, nhất định đẩy ngươi đi xung quân. Nha dịch, có. Đưa Hà Đào đến nơi thợ văn bút, chọn kiểu chữ để xăm chữ lên mặt, để chống tên trâu, lúc đó sẽ bù sau. Dạ, đại nhân, hãy cho tôi thêm vài ngày. Đại nhân, hãy cho tôi thêm vài ngày nữa. Tiểu nhị, quan khách, này có gì dặn dò, cho ta hũ rượu, có ngay. Khỏi cần rượu nữa, mang cho ta bát canh giải rượu. Dạ được, một bát canh giải rượu. Sao uống rượu một mình ở đây buồn vậy ca ca? Sao trên mặt huynh, người cả phủ tế châu đều biết hết, người biết rồi còn hỏi. Chẳng phải hôm nay đệ mang tin mừng đến cho huynh sao? Người mà có tin mừng gì? Đệ biết là ai đã cướp sinh thần cương. Thật sao? Đệ mà lừa ca ca ư? Sao ngươi biết được? Muốn đệ nói ra thì phải xem ca ca đấy. Qua đây, qua đây. Thật sao? Đệ không dám lừa huynh. Ban đầu đệ cũng không biết được, nhưng sau đó nghe người của quan phủ nói, ở trên gò đất vàng có một đám người Sơn Đông buôn bán táo khô, dùng thuốc mê làm cho người ta ngủ mê, sau đó mới cướp được sinh thần cương. Đúng. Người quen người của họ ở đây à? Bạch Thắng đấy. Chuyện này huynh cũng khỏi cần hỏi đệ, chỉ cần bắt được tên Bạch Thắng đó hỏi là biết ngay. Kìa ca ca, đừng có vội. Tên Bạch Thắng đó đệ cũng có quen. Hắn ở chỗ của đệ đánh bạc liên tục 2 ngày rồi. Ca ca, ca ca quay về sắp xếp người trước. Tối nay đệ cùng huynh đi bắt người. Ta sẽ về nha môn chuẩn bị. Tối hôm nay ngươi phải cùng ta đi bắt cướp. Bắt tiểu. Đây, mua nhỏ thắng nhỏ, mua lớn thắng lớn. Đại. Vẫn là đại. Bạch Đại Lang, hôm nay huynh đã thua gần 300 lượng rồi đấy. Cho dù là triệu quan gia đến, ta cũng mặc kệ. Thời tiết nóng nực như lửa đốt, ruộng hoang lúa khô cháy hết một nửa. Bạch Thắng, đi với ta một chuyến. Đi đâu vậy? Giải hắn đi. Tên trộm to gan, có nhân chứng vật chứng đây rồi. Dẫn đi. Ta quỳ xuống. Đại nhân, tôi bị oan, đại nhân. Tên trộm to gan, chính là vì nắm rõ chứng cứ, hôm nay bản quan đích thân xử ngươi. Người đâu, đưa nhân chứng lên đây. Ch-
Bái kiến đại nhân, người dưới đó là ai? Là Ngu Hầu dưới trướng của Lưu Tướng Công. Hôm đó áp tải Sinh Thần Cương, hai người chúng tôi ở trong số đó. Người hãy nhìn xem đó có phải là cùng một bọn với đám cướp hay không. Tên cướp này, đại nhân, người này đúng là tên bán rượu có thuốc mê cho chúng tôi uống. Ngươi phải nhìn cho kỹ càng, không được đổ oan cho người tốt. Tiểu nhân nhìn rất rõ ràng, tuyệt đối không có gì sai sót. Đại nhân, chính là tên này đã giở trò trong thùng rượu. Tiểu nhân cũng nhớ rất rõ ràng. Bạch Thắng, còn không thành thật khai báo, muốn ta giở đại hình mới chịu khai ra đúng không? Cho hai vị Ngu Hầu áp tải Sinh Thần Cương cùng đi nhận cướp bắt người. Cả đám người chúng ta đi suốt đêm đến huyện Vận Thành. Đừng có tỏ ra khẩn trương, sợ lộ phong thanh. Sau khi đến nơi, các ngươi cùng Ngu Hầu sắp xếp nhà trọ nghỉ trước. Một mình ta đến nha huyện của Vận Thành gửi công văn. Tuân lệnh. Trà gia, vì sao trước cửa nha huyện hôm nay yên tĩnh vậy? Tri huyện đại nhân vừa xong buổi xử sáng, cùng các nha dịch đi ăn cơm hết rồi. Vậy không biết hôm nay vị áp ti nào trực vậy? Ngài xem. Áp ti, xin dừng bước. Vị tôn huynh này chặn đường tôi, chẳng hay có chuyện gì. Mời áp ti vào trà phường uống trà nói chuyện. Được, xin mời. Tiểu nhân là quan sát truy bắt của phủ Tế Châu, Hà Đào, không dám gọi cao danh quý tính của áp ti. Tiện nhân không biết Hà quan sát đắc tội. Tại hạ họ Tống tên Giang, là đệ nhất áp ti của nha huyện Vận Thành. Nghe danh Tống áp ti đã lâu, chỉ là không có duyên gặp mặt. Hôm nay được gặp, hân hạnh. Tống Giang hổ thẹn, quan sát đừng đa lễ. Mời ngồi. Mời áp ti. Quan sát đến tệ huyện, chẳng hay có công vụ gì. Thật không dám giấu, tôi đến quý huyện là muốn bắt mấy người quan trọng. Chẳng lẽ là chuyện công bắt trộm? Có bức công văn ở đây, xin phiền áp ti giải quyết. Quan sát là người do nha phủ sai đến, Tống Giang sao dám trễ nải. Chỉ là không biết là việc công gì. Áp ti là người nhận án, cũng không ngại nói ra. 5 ngày trước, ở Gò Đất Vàng có 8 tên cướp dùng thuốc mê hạ gục 15 quân sĩ tráng kiện do Lương Trung Thư của Đại Danh Phủ Bắc Kinh sai áp tải Sinh Thần Cương cho Thái Sư, đã cướp đi 11 thùng vàng bạc châu báu, tổng cộng 10 vạn quan tiền. Chuyện này tôi có nghe qua, chỉ không biết là có phải thật không. Là thật. Hiện giờ Phủ Tế Châu đang bắt được một tên cướp tên là Bạch Thắng. Hắn đã khai ra 7 tên cướp kia vẫn còn ở huyện Vận Thành. Cho nên Phủ Thái Sư đặc biệt sai đến một người ở bản phủ đợi xử vụ này. Mong áp ti sớm điều tra. Chẳng hay lời khai nói ra họ tên của 7 người nào. Không giấu áp ti, chính là Bảo Chính tiểu cái của thôn Đông Khê quý huyện đứng đầu. Còn có 6 tên khác không biết họ tên, xin phiền cố gắng. Tiểu cái, có phải người ta gọi là Thác Tháp Thiên Vương tiểu cái? Chính là tên đó. Đây, uống trà. Tên tiểu cái này ngang bướng lắm, trên dưới bản huyện không ai không trách hắn. Nếu thật sự là hắn làm, tôi sẽ cho hắn biết tay. Xin phiền áp ti làm cho xong chuyện này. Đừng lo, chuyện này thì dễ, bắt ba ba trong chum, đưa tay là bắt được. Nhưng mà bức công văn này
quan sát phải đích thân đưa vào, phái người đi bắt. Tống Giang làm sao dám tự mở ra? Chuyện này không phải chuyện nhỏ, tuyệt đối đừng tiết lộ cơ mật. A Ti cao kiến, xin phiền dẫn vào. Đây là công vụ, là chuyện phải làm. Chẳng qua Tống Giang đã bận cả buổi sáng, thần sắc có chút mệt mỏi. Đợi tôi về Hàn Xá, dàn xếp một chút việc nhà rồi quay lại. Quan sát ở đây ngồi đợi một lát, đợi chi huyện đại nhân thăng đường, tôi sẽ mời đại nhân. Xin nghe theo Áp Ti, tiểu đệ xin ở đây đợi Áp Ti quay về. Tiểu nhị, tôi đây. Tiền trà của vị đại nhân này ta trả. Dạ dạ. Được rồi, quan sát hãy ngồi chờ giây lát. Tống Giang sẽ quay lại ngay. Áp Ti tự nhiên dừng bước. Tiểu cái đó đối đãi với mình như huynh đệ tâm phúc. Bây giờ huynh ấy phạm tội tày trời, mình không cứu, huynh ấy sẽ bị bắt đến nha phủ, cũng sẽ chết chắc. Nếu mình cứu huynh ấy lại vi phạm luật của triều đình. Tiểu cái ca ca đi nộp tiền thuế đất cho ba thôn Đông Khê, Tây Khê, Thạch Kiệt là phải bán sinh thần cương lấy tiền mặt. Chúng ta cướp lấy sinh thần cương là mang tội chết của thiên hạ, còn không lấy đồng tiền nào, chỉ cho Bạch Thắng một ít. Bảo Chính, Tống Áp Ti đến. Tống Áp Ti, hôm nay sao rảnh rỗi đến trang của tôi chơi vậy? Vào uống bát rượu đi. Ca ca, sự tình khẩn cấp, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Đi. Thật ra ca ca đã làm rồi à? Làm rồi. Vậy sau này dự tính thế nào? Nên làm chuyện gì thì làm chuyện đó. Đệ có thể giải ta đến nha môn, ta tuyệt đối không chống cự. Công lao tặng cho Tống Áp Ti. Ca ca có điều không biết, Tống Giang đến đây là để cứu huynh. Chuyện xảy ra ở Gò Đất Vàng, Bạch Thắng đã bị bắt giam ở trong đại lao của Phủ Tế Châu. Hắn đã khai ra 7 người của huynh. Phủ Tế Châu đã phái tên hạ quan sát, dẫn theo mười mấy tên bổ khoái, phụ quân văn của Phủ Thái Sư và văn thư của Bản Châu đến bắt 7 người. Hoàng Thiên có mắt, hạ quan sát vừa đến vận thành điền rơi vào tay đệ. Đệ kéo dài thời gian, bảo hạ quan sát đó ở quán trà đợi đệ. Đệ tức tốc cưỡi ngựa đến báo với ca ca. Chuyện đã đến nước này, 36 kế, chuồn là thượng sách. Hiền đệ, đại ơn khó trả. Ca ca chỉ cần lo lên đường. Tống Giang xin cáo từ, không tiễn. Chuyện gì? Nhờ có Tống Áp Ti, gánh trách nhiệm lớn bằng trời đến báo tin cho chúng ta. Bạch Thắng đã khai chuyện, đã khai hết chúng ta ra. Bây giờ 7 người chúng ta đang gặp nguy hiểm. Áp Ti ca ca, đã để quan sát đợi lâu, đúng lúc có người thân đến nói chút việc nhà, vì vậy đã làm trễ nải. Hai vị đô đầu sao cũng ở đây vậy? Lôi Hoành muốn tìm ca ca uống rượu, chúng tôi tìm đến chỗ này chỉ thấy hạ quan sát ở đây. Vì sao không đưa quan sát vào nha huyện?
Chuyện công văn quân chỉ, Hà quan sát không nói, huynh đệ chúng tôi cũng không tiện hỏi, đợi ca ca về thì hay hơn. Làm phiền Áp Ti dẫn đường, quan sát hãy theo tôi vào nha huyện, mời.